子追着光梦游，我可以等在这路口。Yo, what's up? Mình là Minh Travel và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mình có thể chuyển màu lá cây từ màu xanh thành màu đỏ. Let's go! Hiệu ứng đổi màu lá cây thì đã từng được sử dụng trong MV Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh và trong một số MV của các ca sĩ nước ngoài khác. Các bạn cũng có thể dùng hiệu ứng này để làm cho clip travel của mình thêm phần thú vị. Đồng thời mình nghĩ đây cũng là một công cụ cực kỳ hữu hiệu để đem đi tán gái. Ok, vào trong giao diện của Premiere thì mình có clip bạn gái đang bước tới và sau đó bạn búng tay. Và mình muốn là đúng cái giây phút mà bạn ấy búng tay ấy, thì tất cả cái lá cây nó sẽ chuyển từ 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 màu xanh, tất cả biến thành màu đỏ hết. Đó, và để làm được hiệu ứng này thì sẽ cực kỳ đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ vào color này. Chúng ta sẽ chọn là Lumetri Color. Đó, và ở trong bảng Lumetri Color thì chúng ta sẽ vào phần Curve. Chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bảng ở đây này. Chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bảng ở đây. Và các bạn lưu ý là để có được những cái bảng này thì các bạn phải sử dụng Premiere Pro bản 2019 trở lên. Tiếp theo các bạn kéo xuống bảng Hue Vast Hue. Đó, và đầu tiên thì mình sẽ đổi màu lá cây. Mình sẽ phải chọn cái vùng mà có chứa màu lá cây. Thường ấy, thì màu lá cây nó sẽ bắt đầu đi từ màu vàng cho tới màu cuối của màu xanh lá cây. Mình sẽ chọn cái vùng màu đó và mình đẩy lên. Đó, và các bạn thấy ngay lập tức là cái màu lá cây nó được đổi thành màu đỏ này. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy là cái màu lá cây ở đây nó hơi bị nhạt một chút. Mình muốn cho nó đậm lên, nó rõ ràng lên thì mình sẽ chọn tương tự phần đó. Nhưng mà với bảng Hue và Saturation, đó, mình sẽ kéo cái saturation của nó lên. Ngay lập tức là các bạn có thể thấy là màu nó tươi lên rất là nhiều. Ở đây mình kéo cho nó rộng ra một chút. Đó, ok. Chỉ với 3 bước cực kỳ đơn giản vậy thôi là mình đã đổi được màu lá cây từ màu xanh sang màu đỏ. Ở đây nó hơi hồng chút, mình kéo nó xuống này. Tuy nhiên mình không muốn là từ đầu clip tới cuối clip lá cây của mình đều đỏ hết, mà mình muốn là bắt đầu sau cái búng tay ấy thì lá cây nó sẽ lan ra dần dần tất cả sang màu đỏ. Thì mình sẽ chọn phần Effect Control, Lumetri Color. Mình sẽ chọn hình tròn, mask hình tròn. Và các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng nó sẽ chỉ có tác dụng bên trong cái vòng tròn này thôi. Và mình sẽ phải kéo cái mask này cho mình nhỏ lại. Mình kéo cho nó nhỏ lại. Ok, bây giờ cái vùng màu đỏ nó trở thành một chấm rất là nhỏ trên ngón tay này. Và mình sẽ tăng cái mask feather nó lên 100. Ok, để nó hoàn toàn biến mất đi luôn. Và sau đó hiệu ứng chuyển cảnh của nó sẽ mượt mà hơn. Đây là thời điểm mà bạn nữ bắt đầu búng tay này. Thì mình sẽ chọn phần Mask Expansion ở bên này là 0. Và sau đó cho khoảng vài giây sau, mình muốn là cái phần Mask này nó sẽ lan ra dần dần, thì mình sẽ đẩy cái này lên này. Đó, các bạn có thể thấy là vòng tròn nó từ từ to lên. Đó, và mình sẽ đẩy lên tầm khoảng 1300. Thì cái vòng tròn này nó sẽ lan tỏa ra hết. Như vậy là cái hiệu ứng chuyển màu lá cây của chúng ta nó đã chạy từ 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 không có gì này. Đó, nó từ từ chuyển hết sang đỏ. Tuy nhiên để cho nó mượt hơn ấy, thì mình sẽ chọn hai cái keyframe này, mình trượt phải. Mình chọn Ease In. Thì nó sẽ chuyển động cách mượt mà hơn. Để tăng thêm một chút màu mè thì mình sẽ ghép thêm nhạc vào. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là mình có một cái clip particle này. Particle màu đỏ, và mình đè lên trên nó để tăng thêm độ màu mè. Bởi vì mình nghĩ là clip của mình nếu càng thú vị thì tỷ lệ tán gái thành công sẽ rất là cao. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem lại những gì mà mình vừa làm được nhé. Nếu thích video thì hãy nhấn like, nếu thấy hay thì hãy subscribe. Và nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào về làm phim thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới. Mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Peace!
光梦游，我可以等在这路口。